Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa toàn thể các quý vị đồng nghiệp và các quý vị đại biểu, từ nhiều năm nay cũng như là từ sáng đến giờ chúng ta được nghe rất nhiều về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính rồi. Và trong cái báo cáo tiếp theo thì bác sĩ Lan muốn được trao đổi với toàn thể các quý vị đại biểu về một vấn đề, đó là chúng ta cá thể hóa điều trị trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Vậy thì cá thể hóa là gì? Chúng ta được nghe cái từ này rất là nhiều rồi. Và người ta thấy là gì? Cái việc cá thể hóa điều trị hay là cái việc điều trị nó phù hợp với lại từng đối tượng bệnh nhân đã có từ rất lâu, từ thời Hippocrates, tức là rất rất lâu rồi. Và cái y học cá thể hóa còn được gọi là y học chính xác. Các thuật ngữ y học như là y học chính xác, y học phân tầng hay là cá thể hóa, nó có ý nghĩa như nhau. Và người ta thấy là càng ngày chúng ta cần phải mô hình hóa cái vấn đề y tế, đó là gì? Phân thành các nhóm nhỏ để giúp chẩn đoán, điều trị và can thiệp cho nó phù hợp với từng bệnh nhân. Và như vậy cái chất lượng điều trị nó mới hiệu quả nhất. Về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta đã biết từ rất lâu và chúng ta đều nắm rõ rồi. Đây là một cái tình trạng viêm mãn tính của đường hô hấp kéo dài, dẫn đến tắc nghẽn đường thở và dẫn đến các triệu chứng của đường hô hấp. Về gánh nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta đã được biết đến rất nhiều rồi, vì thế cho nên tôi không đề cập ở đây nữa. Và chúng ta biết là để chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì người ta dựa vào 3 yếu tố chính, đó là triệu chứng, các triệu chứng, yếu tố nguy cơ và đo chức năng thông khí. Và cái khi chúng ta đã được chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính rồi thì chúng ta sẽ chẩn đoán giai đoạn, mức độ nặng của bệnh nhân theo GOLD, nhóm A, nhóm B, nhóm C, nhóm D, theo mức độ nặng dần. Và bên cạnh đó là chúng ta chẩn đoán cái chức năng thông khí. Trước đây chúng ta biết là chức năng thông khí thì rất có giá trị, và người ta thần thánh hóa nó đến mức là người ta chỉ sử dụng chức năng thông khí để chẩn đoán mức độ nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Người ta không cần quan tâm đến yếu tố gì khác, chỉ cần chức năng thông khí như thế nào là bệnh tương tự như vậy. Nhưng mà theo thời gian thì người ta thấy chức năng thông khí không phải là tất cả. Và đến 2011 đã bắt đầu thay đổi, và đến 2020 thì chúng ta thấy là chức năng thông khí nó sẽ được chẩn đoán kèm theo giai đoạn bệnh của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Vậy thì cá thể hóa trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính như thế nào? Chúng ta biết là trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, mục tiêu điều trị đó là chúng ta phải giảm nguy cơ và giảm các triệu chứng. Chúng ta phải dựa vào mục tiêu thì chúng ta mới biết là chúng ta cần phải làm gì trong quá trình điều trị. Và GOLD 2020 khuyến cáo rằng mỗi thuốc điều trị nên được cá thể hóa dựa vào triệu chứng, số lượng cũng như là mức độ nặng của đợt cấp, những cái tác dụng không mong muốn của các thuốc, những cái bệnh đồng mắc mà bệnh nhân mắc phải, những cái khả năng sẵn có của địa phương cũng như là khả năng của bệnh nhân có thể chi phí được đến đâu, cũng như là hiệu quả của từng thuốc để chúng ta đưa ra được cái phác đồ điều trị phù hợp nhất với từng bệnh nhân. Vậy thì chúng ta đã quá trình quá thể hóa cái điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính này như thế nào? Thì chúng ta xem lại một chút cái lịch sử mà chúng ta chẩn đoán cũng như điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Chúng ta thấy là năm 2009 thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính được chia làm 4 nhóm, là nhóm nhẹ, nhóm trung bình, nhóm nặng và nhóm rất nặng, chỉ dựa vào chức năng thông khí thôi, như tôi đã trao đổi với các bạn từ trước. Thế và cái phần điều trị rất là đơn giản. Tất cả các nhóm thì là sẽ chỉ sử dụng thuốc cắt cơn khi cần thiết. Và với các nhóm từ nhóm 2 trở lên thì người ta sẽ chỉ yêu cầu là sử dụng một hoặc là nhiều hơn các thuốc giãn phế quản kéo dài. Tức là cũng không hướng dẫn một cách cụ thể là chúng ta nên sử dụng như thế nào. Hay là từ nhóm nặng và rất nặng thì người ta khuyên là gì? Là chúng ta có thể sử dụng thêm các ICS cho bệnh nhân. Và ở những trường hợp rất nặng thì có thể điều trị hỗ trợ như là điều trị thêm thở oxy hay là thở máy. Và đến năm 2011 chúng ta thấy là đã tiến bộ hơn, tức là gì, chi tiết hơn được so với 2009. Người ta cũng phân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thành ra 4 nhóm, và các thuốc chúng ta nhìn thấy nó cụ thể hơn, có lựa chọn đầu tiên, lựa chọn thay thế và các lựa chọn khác. Và cho đến nay thì chúng ta đã tiến đến cái mức độ cá thể hóa như thế nào? Chúng ta thấy là bệnh nhân vẫn được chia làm 4 nhóm như là những cái phân loại trước, và cái phần điều trị cũng đã được cá thể hóa hơn. Nhưng cái nữa tôi thấy rất là quan trọng, đấy là gì? Sau khi bệnh nhân đã được chúng ta điều trị ban đầu rồi, chúng ta phải xem lại bệnh nhân đấy đáp ứng điều trị như thế nào để chúng ta có những cái cá thể hóa nó cụ thể hơn nữa. Đó là người ta sẽ hướng dẫn chúng ta là theo dõi bệnh nhân và điều trị tiếp theo như thế nào. Và chúng ta muốn cá thể hóa được thì chúng ta phải hiểu được những cái thuốc mà chúng ta điều trị nó có tác dụng như thế nào. Thực ra tôi thấy cá thể hóa điều trị, các bác sĩ đưa ra cái phác đồ điều trị cho bệnh nhân cũng giống như là một người đầu bếp. Nếu mà cũng những cái thực phẩm đấy, những cái gia vị đấy, nếu mà một cái người đầu bếp giỏi thì người ta sẽ chế biến thành một mâm cỗ rất là ngon.
ai nhìn vào cũng muốn ăn. Còn những cái người đầu bếp tồi thì người ta sẽ chế biến ra những cái món mà chúng ta nhìn vào là đã sợ rồi. Thế một bác sĩ giỏi thì cũng vậy, người ta có thể cũng những cái thuốc như thế, nhưng mà bệnh nhân khi được điều trị, được bác sĩ đấy điều trị thì là người ta thấy hiệu quả điều trị rất là tốt. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể cá thể hóa được điều trị, thì chúng ta phải hiểu được là những cái bệnh này chúng ta cần phải sử dụng thuốc gì là chính, và mỗi cái thuốc như vậy thì nó có tác dụng như thế nào. Thì người ta thấy rằng với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cái điều trị chính là bệnh là những cái thuốc giãn phế quản. Vậy thì trong thuốc giãn phế quản nó có rất nhiều nhóm, vậy chúng ta sẽ lựa chọn nhóm như thế nào? Thì chúng ta phải dựa vào tác dụng của những cái thuốc như sau. Chúng ta thấy là cái thuốc giãn phế quản này nó có tác dụng là giúp làm cải thiện chức năng thông khí, làm tăng FeV1. Và người ta khuyên là gì? Chúng ta không nên sử dụng thuốc giãn phế quản ngắn, tác dụng ngắn, là thuốc điều trị nền cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và cũng như là Phó Giáo sư Hồi vừa nói, vừa đề cập đấy, đấy là gì? Các bệnh phổi nói chung, như là bệnh hen hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, là chúng ta phải ưu tiên sử dụng các thuốc đường phun hít. Và người ta thấy là cái sự kết hợp giữa các nhóm thuốc giãn phế quản nó có tác dụng cộng hưởng. Tức là nếu mà chúng ta chỉ sử dụng thuốc Sama hoặc là Saba hoặc Laba hoặc Lama thì nó tác dụng như thế này, nhưng khi chúng ta phối hợp với nhau thì nó có tác dụng cộng hưởng lên gấp nhiều lần so với chúng ta sử dụng đơn độc. Và người ta thấy là những cái thuốc mà Laba và Lama thì có tác dụng là cải thiện chức năng thông khí, giúp bệnh nhân dễ thở hơn, nhưng mà những cái thuốc về Lama thì lại giúp làm hạn chế được đợt cấp. Cho nên là chúng ta biết là những trường hợp nào mà chúng ta thấy có nhiều đợt cấp thì chúng ta ưu tiên sử dụng thuốc Lama nếu chúng ta chỉ sử dụng một loại thuốc. Và khi kết hợp Lama, Laba thì sẽ giúp cải thiện được rất nhiều về cả chức năng thông khí, triệu chứng của bệnh nhân cũng là cải thiện được đợt cấp. Và theo khuyến cáo của ATS 2020 thì người ta thấy rằng người ta khuyến cáo mạnh cái việc mà sử dụng kết hợp Laba, Lama. Người ta thấy là cái tác dụng thì hơn rất nhiều, mà cái mức độ an toàn thì cũng tương tự như là chúng ta sử dụng từng loại đơn độc. Ngoài ra những cái thuốc khác là chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Đó là những cái thuốc chống viêm. Chúng ta lưu ý là trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta không sử dụng ICS đơn độc. Thường là nếu chúng ta có trị bệnh nhân có sử dụng điều trị thì chúng ta thường sử dụng ICS kết hợp với Laba, tức là corticoid đường hít kết hợp với lại thuốc kích thích beta 2 tác dụng kéo dài. Và người ta thấy là khi chúng ta sử dụng như vậy thì nó có tác dụng hiệu quả hơn là chúng ta sử dụng đơn độc. Và corticoid đường uống dài hạn không được khuyến cáo cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và cái bộ ba ICS, Laba, Lama hiện tại được đưa vào và được chúng ta sử dụng càng ngày càng nhiều hơn vì là cái hiệu quả của nó. Những cái thuốc khác như là thuốc ức chế phosphor esterase 4 thì người ta thấy nó có tác dụng, một là cải thiện chức năng thông khí, giảm đợt cấp, và thứ hai nữa là với những các trường hợp đang điều trị sẵn ICS, Laba thì sẽ giúp được cải thiện chức năng thông khí và đợt cấp cho bệnh nhân. Một số các thuốc khác như là macrolide chúng ta thấy là hiện tại bây giờ cũng được đưa vào trong cái guideline hướng dẫn để điều trị bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có nhiều đợt cấp. Những điều trị thuốc long đờm thường xuyên thì người ta thấy là có tác dụng một số thuốc nhất định, có một số hiệu quả một số trường hợp nhất định. Và bây giờ tôi sẽ trao đổi với các bạn là chúng ta đã biết được là tác dụng của từng nhóm thuốc như thế nào, phác đồ điều trị của guideline đối với từng nhóm bệnh ra làm sao, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cụ thể của từng nhóm, chúng ta cá thể hóa như thế nào. Chúng ta thấy là nhóm A là những cái nhóm mà nhẹ nhất, tức là ít triệu chứng và ít yếu tố nguy cơ, thì người ta khuyên là trước đây là chúng ta sử dụng thuốc cắt cơn tác dụng ngắn, nhưng hiện tại là không nhất thiết như vậy. Chúng ta tùy từng trường hợp, và chúng ta có thể sử dụng Saba hoặc là Laba, Lama, tùy là cái đáp ứng của bệnh nhân. Quan trọng là bệnh nhân cảm thấy hiệu quả. Với nhóm thuốc nhóm B thì là chúng ta thấy là cái nhóm B này là nhóm gì? Là nhóm nhiều triệu chứng nhưng mà ít yếu tố nguy cơ. Vậy thì chúng ta giãn phế quản là chính, vậy chúng ta có thể sử dụng Laba hoặc là Lama. Nhưng mà đối với trường hợp mà khó thở nặng thì chúng ta nên kết hợp từ sớm Laba, Lama, chứ không phải nhất thiết chỉ là Laba hoặc là Lama giai đoạn đầu. Còn nhóm C là một cái nhóm mà gì, triệu chứng thì không nhiều lắm nhưng mà rất nhiều yếu tố nguy cơ, rất nhiều đợt cấp. Như vậy thì chúng ta phải sử dụng cái thuốc nào mà tác dụng làm giảm đợt cấp, đó chính là Lama nếu chúng ta sử dụng một thuốc, hoặc là những trường hợp nặng thì chúng ta kết hợp Laba, 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 Lama ngay từ đầu. Còn nhóm D là nhóm rất là nặng, rất nhiều yếu tố nguy cơ cũng như là rất nhiều các triệu chứng thì chúng ta sẽ cũng có thể khởi phát bằng Laba hoặc Lama. Nhưng mà chúng ta thường khởi phát bằng Lama vì chúng ta biết là có nhiều đợt cấp. Nhưng mà đối với những cái trường hợp mà có nhiều triệu chứng, bệnh nhân khó thở nhiều thì chúng ta nên kết hợp ngay từ đầu. Và người ta lưu ý chúng ta là một số trường hợp chúng ta nên xét sử dụng cả ICS. Đối với những cái trường hợp mà có bạch cầu uracil trên 300 bạch cầu trên 1 microlit.
Thế thì sau khi chúng ta đã có cái điều trị ban đầu rồi, thế thì chúng ta sẽ, bệnh nhân sẽ tái khám và chúng ta sẽ quyết định điều trị tiếp theo cho bệnh nhân như thế nào. Nếu bệnh nhân là đáp ứng tốt với lại phác đồ điều trị ban đầu, chúng ta sẽ duy trì như thế. Nhưng với những các trường hợp mà không được như vậy, bệnh nhân có thể là khó thở nhiều hoặc là những cái bệnh nhân mà có nhiều đợt cấp, thì chúng ta sẽ xử lý tiếp theo như thế nào? Thì chúng ta sẽ tùy vào cái diễn biến của bệnh nhân để chúng ta quyết định. Đối với những trường hợp mà vẫn còn khó thở nhiều mà khởi phát lúc đầu bằng LABA hoặc LAMA thì chúng ta sẽ tăng liều LABA, dùng kết hợp là LABA LAMA. Nếu mà vẫn không đỡ thì chúng ta phải thay đổi những cái vẫn là LABA LAMA kết hợp, nhưng chúng ta có thể thay đổi cái dụng cụ hít hoặc là cái hoạt chất mà chúng ta sử dụng để xem bệnh nhân có đáp ứng hay không. Và quan trọng chúng ta phải xem là liệu là đúng là bệnh nhân nặng lên là do CBD hay là còn do các bệnh khác phối hợp. Còn đối với trường hợp mà bắt đầu bằng LABA LAMA thì chúng ta có thể khởi phát thêm, chúng ta có thể điều trị thêm cho bệnh nhân thêm ICS lành bộ 3. Và với trường hợp mà chúng ta đã cho như thế này rồi, ICS LABA LAMA rồi mà bệnh nhân vẫn không đỡ, thì chúng ta lại phải quay lại xem là chúng ta có thể đổi các hoạt chất hoặc là chúng ta xem là bệnh nhân có bệnh gì phối hợp làm cho bệnh nhân không kiểm soát được hay không. Còn đối với trường hợp có nhiều đợt cấp thì chúng ta sẽ xử trí như thế nào? Đối với những cái trường hợp mà khởi phát chúng ta điều trị ban đầu bằng LABA và LAMA thì mà bệnh nhân vẫn, hoặc là LAMA, nếu trường hợp mà chúng ta đã thêm LABA LAMA bệnh nhân vẫn không đỡ mà bài cầu u axit không cao dưới 100 thì chúng ta có thể cho thêm bệnh nhân dùng macrolid hoặc là thêm macrolid hoặc là chúng ta cho thêm conflumilac. Còn nếu với những cái trường hợp mà chúng ta mà sử dụng khởi đầu bằng LABA LAMA không đỡ mà chuyển sang ICS LABA thì chúng ta sẽ cho thêm ICS cho bệnh nhân, tức là sử dụng bộ 3 ICS LABA LAMA. Đối với những cái trường hợp mà chúng ta đã sử dụng ICS LABA LAMA rồi mà bệnh nhân vẫn không hiệu quả thì chúng ta sẽ quay lại LABA LAMA. Với những cái trường hợp chúng ta đã sử dụng LABA ICS nhưng mà chúng ta thấy là gì? Là bệnh nhân này không có những cái yếu tố để chúng ta sử dụng ICS, ví dụ như là bạch cầu axit rất là thấp mà bệnh nhân có những biểu hiện viêm phổi hay là những cái bệnh nhân mà có tiền sử lao, chúng ta lại quay lại sử dụng LABA LAMA. Vậy chúng ta thấy là gì? Đầu tiên chúng ta sử dụng ICS LABA cho bệnh nhân rất là nhiều, bệnh nhân rất là ổn. Sau đấy thì qua các nghiên cứu trên thế giới thì người ta thấy rằng chúng ta nên chuyển sang điều trị LABA LAMA. Vì sao? Vì cái nguy cơ mà bị nhiễm trùng, đặc biệt là viêm phổi ở bệnh nhân khi sử dụng ICS. Và sau đấy, gần đây chúng ta lại thấy người ta quan tâm rất nhiều đến cái chỉ số bạch cầu axit cho bệnh nhân, vì người ta vẫn thấy cái vai trò của ICS đối với nhiễm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và người ta đưa ra những cái khuyến cáo về những trường hợp nào chúng ta nên sử dụng ICS cho bệnh nhân trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và người ta đưa ra cái khuyến cáo như sau, tức là có 3 mức độ: mức độ ủng hộ điều trị ICS, tức là rất là nên điều trị ICS; mức độ thứ hai nữa là chúng ta cân nhắc có nên điều trị hay không; và trường hợp thứ ba là chúng ta không nên sử dụng ICS. Những trường hợp nào chúng ta nên sử dụng ICS? Đó là những cái trường hợp mà bệnh nhân có nhiều đợt cấp, mà có phải có đợt cấp đã nhập viện nặng, hoặc là có từ 2 đợt cấp trung bình trong năm trở lên, hoặc là những cái bệnh nhân mà có 300 bạch cầu axit trên bạch cầu 300 bạch cầu axit trên microlit máu, hoặc là những trường hợp mà có tiền sử hen. Còn với những cái trường hợp mà bạch cầu axit chỉ trong mức độ từ 100 đến 300, thứ hai nữa là có đợt cấp nhưng mà không nhiều quá, tức là chỉ khoảng một đợt cấp trung bình trong năm thôi, thì chúng ta cân nhắc xem là có nên sử dụng ICS cho bệnh nhân không. Còn những cái trường hợp chúng ta không nên sử dụng, đấy là bạch cầu axit không tăng, và những cái trường hợp mà có tiền sử là bị lao hoặc là giãn phế quản thì chúng ta không nên sử dụng ICS cho bệnh nhân. Bên cạnh đó chúng ta phải quản lý cái bệnh đồng mắc, để chúng ta biết là bệnh đồng mắc làm cho cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó nặng lên. Và ở cái tuổi mà bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là thường từ 40 trở lên, cho nên là thường không có bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh nhân thường đã có các bệnh đồng mắc rồi. Và cái việc mà điều trị các bệnh đồng mắc này là chúng ta tùy từng trường hợp mà chúng ta xử trí cho nó phù hợp. Bên cạnh cái việc chúng ta điều trị các thuốc chính cũng như là quản lý các bệnh đồng mắc, thì cái vấn đề phòng bệnh, đấy là tiêm phòng vaccine, phòng cúm, phòng phế cầu là những cái điều trị rất là quan trọng và đã trở thành những cái thói quen đối với các bác sĩ chuyên khoa hô hấp khi mà điều trị cho bệnh nhân bệnh hen hay là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và người ta thấy rằng nếu mà chúng ta bệnh nhân mà được tiêm vaccine cúm đều đặn thì có thể giảm được 73,3% tần suất những đợt cấp do cúm, mà chúng ta biết là đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì tới 70% là do nhiễm trùng, tức là có thể nhiễm vi khuẩn hoặc là nhiễm cúm. Và GO 2020 khuyến cáo là chúng ta nên khuyến cáo bệnh nhân nên tiêm phòng cúm ở tất cả các đối tượng từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng. Bên cạnh đó thì chúng ta cần phải tư vấn cho bệnh nhân là không được tiếp xúc yếu tố nguy cơ, và cái quan trọng đấy là bỏ thuốc lá. Chúng ta biết là cái việc bỏ thuốc lá bây giờ là cả một cái vấn đề rất là lớn, là một cái ngành khoa học.
rồi giúp bệnh nhân phục hồi chức năng hô hấp, rồi cải thiện cái tình trạng tâm lý của bệnh nhân. Cái này tùy từng trường hợp mà chúng ta phải đưa ra được những cái phục hồi chức năng hô hấp cũng như là cải thiện cái tâm lý cho bệnh nhân. Có người nào quá béo chúng ta phải hướng dẫn bệnh nhân chế độ ăn uống, tập luyện. Những trường hợp quá gầy chúng ta phải hướng dẫn bệnh nhân chế độ dinh dưỡng, rồi giúp cho bệnh nhân biết là khi nào thì chúng ta cần phải đến gặp bác sĩ. Và những cái điều trị tiếp theo đó là điều trị hỗ trợ về oxy, về hỗ trợ về thở máy, thì tùy từng trường hợp mà chúng ta biết được là bệnh nhân cần phải thở máy áp lực bao nhiêu hay là thở oxy dài hạn như thế nào. Một số trường hợp mà có giãn phế nang nặng thì chúng ta có thể cho chỉ định cho bệnh nhân đặt van một chiều hoặc là phẫu thuật giảm thể tích phổi. Và đối với kết luận bài này thì tôi có một số những kết luận mà muốn gửi tới các quý vị đại biểu, đó là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, giãn phế quản là thuốc điều trị chính. Và khi chúng ta kết hợp nhiều các nhóm thuốc giãn phế quản thì giúp cho cái cải thiện chức năng hô hấp cũng như là cải thiện các triệu chứng hô hấp cũng như là giúp giảm được đợt cấp cho bệnh nhân. Và các cái điều trị hỗ trợ như là thuốc phòng tránh yếu tố nguy cơ, phục hồi chức năng thông khí, rồi tiêm phòng cúm, tiêm phòng phế cầu, thở máy, thở oxy tại nhà cũng rất là quan trọng. Và với các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, các bạn nên cá thể hóa điều trị, không nên áp dụng theo một công thức cứng nhắc. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn toàn thể các quý vị đại biểu.